Chị Vy ăn không? Đúng không? Ngon không? Ngon. Test đi. Đợi một tí không em. Không có. Ăn. Xem lại đi, tôi trả tim từ bà đến đang 2 phút thôi ra. Lắc. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Đây. Aku masak Arab dikasih ini. Kalian tahu ini apa? Daun kematian Mas Amu. Leci itu. Apa ya iki? Leci ya. Daun kematian. Ambune ra enak. Nek arep menciumku, tak kongkon sikat gigi dulu, guys. Thank you, Kak Tami Shop. Nah, cuma phải lấy nóc ngay từ bây giờ. Bảo em uống cà phê và em đi mà mua. Enak, daun. Đúng rồi, mình phải trưởng. Makan aja sendiri, jangan nawar-nawar aku ya, guys. Đúng. Bukan kemangi. Ê. Nhìn nhá. Vậy. Chồng là nóc nhà đúng không? Cái gì? Chồng nóc nhà đúng không? Không. Rồi, đừng có nghĩ chưa. Ê, ăn đi. Dễ rồi chứ. Lưỡng theo thì mày khi anh được bắt mắt bên. Ừ, nghe cô. Ê, cơm này cứ như là kiểu là cơm sống ấy nhỉ? Dạ, cơm tủ lạnh. Cái gì cơm nào như nhau hết, cơm này thì nó nhiều trứng hơn, cho mày ít trứng hơn, không phải sống mà nó kiểu là Tùng yeah. Ơi, cho chị cái gì? Chia. 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 Daun kemangi, duduk kemangi. Tahu sendok saya itu sendok sultan ini. Aku mah aku bawa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur. Panas. Nongkok. Daun basil, apa itu basil? Giấu cái gì basil là chồng. Mai là không làm cái này nữa. Bọn em ăn thì bọn em đấy. Cái này hả? Là bên đấy không ăn mấy tóc. Ngày trôi qua vừa qua nhưng xong anh rất nhiều điều. Này có làm miếng rau thơm không? Ăn cho là thơm mồm. Không thơm. Thơm. Gì? Biết đứng dậy ừ, cool. Không biết đứng dậy lấy ớt ừ. Lấy bếp chân. Không có anh chấm chưa? Quả măng anh được. Chân à, Phi. Anh đã tới anh măng rồi. Chân ở đây. Nè. Hai vợ chồng là xem xét mọi người. Okay. Hai vợ chồng à, giống okay. Nhau. Nhưng mà trông không 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 nông à? Không. Tại
aku kok panas toh. Không ăn nóng được hả? Ăn nóng ngon. Răng rồi không không hút. Răng vợ không hút. Ăn nóng rồi răng không hút. Không cần đấy. Để nó không đi. Lại coi cần đấy. Ờ, vừa nãy vẫn vừa ăn cơm vẫn đây. Ai giấu rồi? Này. Mà giấu gì rồi? Em uống đi. Này. Mà đi đâu ra giấy đấy? Em cầm từ nhà. Từ phòng này. Từ lúc đi á. Từ cái phòng à? Đúng mà, đấy em quán á. Tùng không ăn à Tùng? Em không, em lên thịt đây. Tối qua thêm một ngày. Trời ơi. Sao hả? Alex nó thấy sao? Ăn đi để lấy miếng nữa, chứ không phải ngắn mãi không được cái cân đâu. Ừ. Ăn đi. Rồi, có nhiều rồi. Người ta tìm nó. Thôi đi. Em đã gửi đâu mà em biết. Đây. Cúc đây nha, đây không ngon. Đâu nhìn thế nào không mình. Cái nào ngon thì trồng. Cánh á? Ừ. Cánh không ngon, cánh nướng nó teo hết rồi còn đâu nữa mà ăn. Hả? Đây, đây này, ăn cái mì. Bình gặp mình có lại mua cái này. Thêm thêm nhau này. Đây này. Đùi thế này. Ừ. Ăn đi. Có giẫm một cái. Áp một phát đi. Đấm phát vỡ thóp. Vợ không ăn đấm được. Đún thóp này. Vợ ơi này, đi ở đâu? Đây. Đây, không cần phải không cần phải lý do thì cái gì đây? Thì cái gì đây? Thích lý do không? Thật là ăn to kế chứ. Thì nó sợ ban chi nè. Vợ to rồi. Ăn đi. Vợ giảm cân. Không. Hôm qua vợ nghe mọi người nghe người có nói giảm cân. Đợt đang xin. Chị là em giảm cân chị. Vợ to rồi. Ừ, không đúng. Biết ai. À. Em ăn rồi, ít rồi, chị Vi à, ít rồi. Nửa bát rồi. Này, tuần tái nó sới nhá, xong rồi nó còn phải lấy chân nó dẫm 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 xuống cho nó chặt. Nó ăn bát thôi. Nhưng mà một bát của nó còn 5 bát của người khác. Ai em cũng đang cầm chả dây này. SOS tuần tái. Nhưng mà không ăn thì làm gì có sức để mà làm việc. Đúng không? Mình phải ăn. Vẫn làm mà. Ừ, thôi tao xin. Vẫn đi làm bình thường về nhưng mà về thì hơi lạ. Dạ. Lại chuyến nước. Ê, chuyến nước. Mày cũng lên sớm mấy hôm nhỉ? Mày chắc bao chuyến nước. Papi perhatian banget sama mami. Gelem tak gak diperhatiinnya koyo ngene deloken. Porsi kuli gelem tak? Hai hôm. Mama tanya. Nom da. Udang garam jaya. Udang garam jaya. Mì ơi, axit nhiều. Cái hả ngồi rồi hả qua mang ăn ayam mày. Tại sao nó sắp thích udang garam jaya? Đâu đây ăn đi, ăn dặm. Ăn hết rồi cháu. Này tao tát một phát. Đấm phát uống tóc. Thì đâm bao ấy nè. À. Nhanh. Không. Nhanh lên. Thôi là tối nó không ôm. Nhanh lên. Nó có kém. Không ôm quá. Này nhé. Ăn đi. Thôi nói rồi cháu. No rồi thì ăn hết hai miếng này đi. Xong rồi nói chuyện tiếp. Ăn đi.
chấm ăn cơm vợ đi. Không, vợ ăn hết thịt gà đi thì chồng ăn cơm. Ăn đi. Không ăn là ngày mai chồng không ăn nhá. Đúng rồi đó. Nhá. Làm một phát. Thế thì ăn đi. Vợ bảo chồng ăn đi, vợ phải ăn. Seperti gudang garam jaya. Kenyang aku, guys. Ani. Besok enak berita. Vidya dipaksa memaksa dipaksa makan sama Datila. Kapokmu kapan masak gawe berita dhisik yo netizen. Ani bocah ani. Ani kok mesti jujur. Mas Adi ke Jepang. Besok tak susul Jepang karo kene cedak. Mas Adi minum air dari keran. Keran sini juga bisa diminum. Ini tuh jilbab. Cơm này rất sợ cộng nó rồi. Ngoài đó là cô cháu. Ăn miếng này đi. Nơi lẩu quá. Nó cháu. Ngoài đó là cô kế. Bosan mi dari zaman pacaran sampai punya kue berita asid. Mergo aku wis kebal soal wedoan-wedoan sing dijodoh-jodohne karo Datwila. Balik nih setel. Bút ba nha mọi người. No chưa? Hả? No rồi. Ăn được mấy miếng mà đã no. Kalian tahu guys, siapa yang ngomong zamken-zamken? Kalau dia ngomong nguruskan berat badan, ya. Sampai zaman kodok mencelat neng langit loh ya. Ora zamken-zamken. Mồm thì bà giảm cân nhưng mà không trượt bữa nào. Giảm cân nhưng mà cái quả một mình một cốc hoa quả. À, cái là toàn tay. Toàn tay cái bánh thì tôi cũng coi nghe này kì. Đây là ăn là 5 ngày. Thôi mày đừng có. Thôi. Arep mangan limang dino jarene iki wis dipangan limang dino lah bosok ning gone kulkas. Kaman Cik Tungan. Thank you Cik Nga. Ông đừng có bốc phép. Ừ, có tôi nhất chưa ngủ cháu. Cô Tuyết đang chơi với khoai mà. À. Khoai lang. Ừ. Thôi khoai lang. Ini duduhnya banyak sekali, kalian mau tes? Nah,
duduhnya banyak. Ngọt không Vi? Ngọt. Ngọt ngào hứa với tôi. Nhưng sông con tim đắng cay nói ê chê. Mạ mì lá. Ta nghi mạ mì lá. Ừ, cảm ơn cô tuyệt nha. Prinsip tuan tay hari ini. Hah? Apa? Makan besok diet. Gak ada prinsip dia hidupnya. Sejak kapan? Sejak kapan hidupnya ada prinsipnya? Tidak ada. Ih, seperti kuntul. Astagfirullahaladzim. Napa? Mama Mila, sing Mbak Kak buat yang balas asid itu diblok aja, Mak. Ben sekalian gak bisa nonton live kan gak balas lagi. Diomongi sutres-sutres sih kono jo. Balas si asid. Bloken, Mak. Mak Mila. Mak Mila aku niku, Wak. Hmm? Mak Mila aku niku, Wak. Kau, Mak Mila dan Lampiak. Lampiak kalau blok asid. Kayak pentil. Mak Mila ke? Eh mak, login aja mak. Kayak pentil. Jaluk fee Taiwan masih mahal. Emang ini tuh dari mana toh, guys? Adalah kuah hijau. Kuah vải. Kuah vải. 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 Không phải vải. Kuah vải. Mọi người nói Taiwan là có bây giờ có nhiều tiền. Nhưng mà Adela không biết bao nhiêu. Mẹ giúp. Không sợ. Mẹ phân đi cái xe tuku. Bỏ cú thì tụi con nên bỏ cú aku. Mak Mila. Alamat anak soleh mak aku kok gak iso turu. Alamat anak soleh. Di Indo aja mahal banget, Mi. Emang harganya Indo pira toh, guys? Aku belum pernah makan kayak ginian loh di Indonesia. Aku belum pernah makan kayak ginian di Indonesia. Emang di Indonesia harganya piro? 70. Wih, larang ya. 125. Kecemplung banget Pak ini. Aku nek di Indonesia enak tapi aku gak pernah makan kok ning Indonesia. Aku pertama kali makan ini yo. Aku pertama kali makan ini tuh di Vietnam. Pertama kali lo ya. Mỗi người nướng có một công thức nướng riêng cho em. Mỗi một kiểu nướng có một công thức nướng riêng. 20 ca 1 kilo. Indonesia 1 kilo 125. 125 nghìn. Itu yang super dek. Besar mahal 100 lebih. Yang ini besar loh guys. Cabe này không trồng được cái này. Chua. Di Indo masih ada yang asem. Tapi ini tuh di Indonesia ada yang itu. Jualan. Ada pohonnya enggak ya? Người ta trồng cái xoài Việt Nam ấy. Nhà chị có xoài.
xoài luôn ngọt lắm. Ngon, ngọt, nhà nào, người hầu như nhà nào có cây xoài. Thì với cả cây chôm chôm. Chôm chôm. Chôm chôm ngon. Chôm chôm là ăn chôm, chôm chôm mọi người. Họ có nhiều fan. Không sợ. Nanda có chôm chôm, nhà Nanda. Đi bứt chôm chôm nhà mọi người chứ không phải ăn chôm. Ăn trộm thì mọi người đấm nó thì to đầu. Mai ra. Tak kira ki mai libra jarene. Ngano to ane-ane ne bojoku ta. Chua mai. Hả? Có xoài chua, có xoài ngọt, nhưng mà xoài ngọt bên đấy ngọt lắm. Ngọt mà thơm. Xoài Thái cũng thế. Xoài Thái cũng ngọt. Indonesia là có ngon lê lê. Có gà phim phim Việt Nam mình chịu đi. Không có. Có cháu. Không, không xin xin Việt Nam. Có gà đen, nói chung là có nhiều loại gà nhưng mà ăn nó sẽ không. Nói chung là nó không giống như gà Việt. Chuẩn vị. Để mà nói về mang cái thước đo chuẩn vị thì mỗi nước nó có một cái chuẩn vị riêng. Nên mình riêng nói về ẩm thực thì mình không có từ chuẩn vị được. Nó hợp. Không phải nên sao ta chỉ tốt sao tôi cảm phúc rồi. Còn chuẩn vị thì mỗi nước có một đấy. Kể ngay Việt Nam mình nhá. Người Nam có một kiểu ăn lệ lệ cũng khác, mà người Bắc có kiểu người ăn khác, miền Tây ăn kiểu khác, mà kiểu ở trên các vùng cao đấy ăn kiểu khác. Nhiều bọc biết bao nhiêu bì khẩu vị của mỗi người thôi, mỗi vùng miền. À cô mẹ luôn nhớ ai ở bạn Mila. Mila thì về Indonesia rồi, không làm việc Taiwan. Yeah. Không bây giờ không biết đi về mấy giờ, không biết đi về khi nào thì đi về khi nào không biết. Và đợi một tí. Quay đi Indonesia. Nhưng mà nhà vợ New nha. Không cho Mila đi. Tại sao? Cho ăn đi. Em nak menarap dolan rumah baruku. Tidakku anulah Mak Mila. Tidak akan ku biarkanlah. Ngerti yo, kene omahku kene gerbangku. Rumah karo gerbang ki lho adoh wae arep dodok-dodok ning arep gerbang gak bakal krungu. Arep bengok-bengok sampe gulune modot sampe gak engko gak krungu, Mak. Chen bọn anh quay, bọn anh đi bứt chôm chôm. Loạn xin ngộng ấy cả lên đấy. Kể ngay ở sân bóng chiên có mấy cái chôm chôm luôn. Ờ quê à? Ở Bangun ở Indo. Quê vợ. Quê ngoại. Quê ngoại. Sang đợt này anh sang đấy sẽ cho tuần tái đi theo. Đi không? ACT Việt Nam. Ôi là Nganu sợi hí. Manut omonganku bahasa Indonesia guys. Mak Mila. Ternyata pemimpin aset sebenarnya itu aku. Iya toh? Ternyata pemimpinnya aku ya. Ramadan. Chồng có bùm bùm nhiều. Không cho tuần tay đi. Này. Emily đi. Nghe. Em là đi ở chụp ảnh nghe. Có Hải Phòng? No, quay video. Chết rồi, tuần tay đi Indonesia có đi Tết nha. Ramadan nha. Có nhiều mọi người ăn. Nhà ở đây ăn, nhà ở đây ăn, nhà ở đây ăn. Ui rồi, ơi hết rồi. Ăn ít mà giảm cân. Không biết ăn Indonesia. Giảm cân cho mọi người nhìn giảm cân. Cái gì? Giảm cân. Sắp hết rồi. Mới có 3 bát cơm với cả 1 cốc với là... Nói 5 ngày, nói bao nhiêu ngày cháu? 5 ngày. Không có 5 ngày là 5 phút, hiểu không?
Lah tekne lambene tuan ta iki gak usah digubris. Hitung. Kopis gabung. Lah kopis apa gong turu? Kopis lo bapaknya sakit lo, guys. Mangkem ke mangai ya. Kem 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 ke mangai ya. Nóng hơn ở Việt Nam nhá. Nắng hơn. Nóng hơn. Nóng hơn. Ở đâu? Tập kỹ năng. Xem. Nóng. Có đang nóng, có đang lại, có xem. Xem Việt Nam. Ừ. Có mưa. Nhưng mà nhà cửa không lạnh. Nói chung là ở vùng Madrid thì nóng nhiều. Trong. Ở vùng Madrid thì... Nóng nhiều trong gọi đi gối mã tôm là không nóng cái gì. Nên Indonesia cái khổ xong. Vùng Madrid này, Bali là nóng nhiều đúng không? Có gì nhà núi, núi lạnh. Hôm qua đi là lạnh ở đâu nhỉ? Magetan. Có Madiun, có Magetan. Lạnh ở đâu nhỉ? Magetan. Hôm qua có núi. Đúng rồi. Mình nghe cán ta trở nên xa ra ngăn tổ kế. Có núi nữa mà em đi may mắn khi quay em. Thôi em bị để quay ở Indo. Tất cả những cảnh đẹp nhất của Indo này. À, Bromo. Ờ, Bromo. 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 À, Bromo thật. Mấy cái làm bề đấy xa là. Thì bình nâng lên bờ trốn nên có ra tri mô. Ở Indo. Này, anh quay trong cái MV. Nikita Yonobita. Có. À, tí nữa có. Đi Bromo nha mà Bromo là xa. Đúng rồi, Bromo xa rồi. Hả? Aku ajak ke kebun binatang. Xong rồi. Đi tak ajak di kebun binatang. Nanti waktu di binatang buas, nanti kacanya aku buka. Tuan teh tak suruh turun. Ra ngoài si bắn mà được thứ hạng cao cho đi chơi chắc hết. Chắc thì dây chồng. Năm sau tổ chức ở Indo rồi. Ừ. Tổ chức Indo rồi. Thế thì lại ngon luôn. Một năm thì Malay, Indo về Thái Lan. Ai? Ba mùa. Đưa ra gaming. Gaming ở Bắc Yêu Bài. Khi nào? Ê, tháng 2 là Indo nhá. À, tháng 2 là Malay nhá. Tháng 4 là Thái Lan. 2025 à? Ừ, 2025. Tháng 5 là phải là 2025 đi. Đúng 2025. Thì Indonesia không cho toàn tay đi nhà phở nha chứ. Em đi Indonesia bảo cái villa cho mình. Anh đi trong, anh đi anh rất là có anh chốc và đi Indonesia, đi Madiun. Toàn tay kệ như thế này. Toàn tay đi nhà acid nè. Toàn tay đi nhà acid à? Ừ đúng rồi, tuần tái đấy là khỏe không? Nhưng mà acid, acid Indonesia nè. Tù quá. Không nhớ. Không nhớ với anh là gì? Không, không biết cái này. Đau. Mèo, kiểu mèo. Có đi à chồng? Hả không hay lắm. Nó vẫn nãy rồi, tại sao trong suốt này nè. Nghe này kìa lo. Terakhir anak belum bawa jalan. Kilo si enek sampai ke di kuba ada tuan tay tại sao tui. Ben ada chị chưa? Hết ăn nè. Đây. Kok ya bos bawa kuba to tuan tay. Đây. Delok ăn to. Oke lagi Arab. Cuman có phải anh đi mà hết rồi. À hết rồi chứ, hết rồi. Ngắt. Bên đây. Thôi nha, off nha. Hiện vào trong. Trong đi. Phận này chuyên axit.
đấy nha. Xong rồi cầm chìa khóa xe lên giúp cho chồng nhé. Nha. Chìa khóa xe. Beruntung kalian ya yang yang kasih ini kemarin. Tahu? Ini dipakai terus kalau hilang tidak mendelesep. aduh banyak. Kalau wong ganteng saya bawa omong wong ganteng kalau lo wongnya hilang kalau. Udah langsung. Open lah TV, open nih. Kalau tasnya saya urung tangan lu. Ya aku kuasel melaku dik mang. Saya tak ndelok baterai ku. Yuk baterai ku karek 48 nih mak. Ya guys, orang yang sama loh iso sampe wis gawe akun piro mang mak. Wis gawe akun piro mang mak. Emang wis ngebloki podo ae ta wi mang. Mang kleke. Ngono kuwi lak yo. Enam guys. Enggak usah dibahas, Dek. Dulu ngeblur enak sitane. 6. Bayu. Niat. Tak hitung. Laporin aja, Vi. Ranek gunane. Wong wis tau dilaporne kok. Kayak enek kapok-kapoke. Koncane maksud. Bariki nyapone. Satu orang ganti akun. Jangkep 10. Ayo dinteni yo guys, 6 toh berarti kurang 4. Dinteni 10 yo guys. HP-ne dan dicas yo sik tak cas sik HP-ne. Kita persiapan gadang yo. Sekali-kali laporin polisi. Halah, buang-buang waktu. Ngelaporin kayak gitu nggak ada gunanya. Aku nggak pernah ngelaporin orang karena berurusan sama polisi tuh ribet. Tidak mau ribet-ribet. Timbang ngeluarin uang untuk orang, ngeluarin uang untuk foya-foya. Ya toh guys, ngenten aku sih ngenteni asid ya. Gak usah dibahas wes, biar hidup kalian itu damai deh. Kasihan juga kadang ditanggapi terus gak habis-habis. Loh, seru kok kak. Seru kok. Seru. Seru. Loh, tergantung kita menanggapinya dengan emosi apa dengan candaan. Loh, kan aku tidak pernah menanggapi orang dengan nangis-nangis seperti gombal ngono kan ora. Aku wingi kalau dikira aku nanggapi asid padahal aku oleh TikTok Univer karo Lion teko Cian loh. Betul itu kadang hujatan datangnya dari dia sendiri. Lah memang dari aku. Kenapa? Kan memang apapun yang aku lakukan kan gak pernah bener, gitu. Kan memang itu gak pernah bener di mata orang yang apa ya jenenge lali. Datang dari aku, iyalah datang dari aku kan iri gitu kan. Yo Mak Mila, wong urung tak nganu kok wis diblokir. Gak jaminan kalau Vidat gak bahas mereka juga mereka bakalan stop. Betul
Kak Cynthia. Betul. Kita kalau nggak bahas mereka, tidak menjamin. Oh, tetap. Guys, wes yo, HP ku.